Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chương mục toán lớp 6 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn cái bài gọi là số nguyên tố. Số nguyên tố. Đó. Thì số nguyên tố là gì ạ? Khi mình bước đầu tiên để mình cho tất cả các bạn hiểu số nguyên tố là gì thì mình sẽ lấy một cái gọi là một định nghĩa luôn. Số nguyên tố là ví dụ như A là số nguyên tố, A là số nguyên tố, nguyên tố, nguyên tố. Thì A được gọi là số nguyên tố vì hoặc là nếu ước của A gồm có 1 và 9 đó. Số A được gọi là số nguyên tố nếu A có hai ước 1 và chính nó. Các bạn hình dung không ạ? Mình nói lại nha. A được gọi là số nguyên tố nếu ước của A là 1 và chính nó, hay còn gọi là A là số nguyên tố nếu A có hai ước 1 và chính nó. Ví dụ ước của hai. Bắt đầu. Khi một mà ước, nhớ các bạn nha. Nhớ ước là chia, còn bạn nào mà chưa hiểu về vấn đề bài liên quan tìm ước á, thì các bạn có thể vào cái mục miêu tả của mình để mà xem cái đoạn clip liên quan về tìm ước nha các bạn. Rồi, ước là chia, nhớ trong đầu, ước là chia, bỏ là nhân, chia vào mình chia cho mấy chứ à, chia cho 1 được không ạ? Được, lấy. Chia 2 được không ạ? Được, lấy. Vậy ước của 2 gồm 1 và 2, hay còn gọi là ước của 2 gồm 1 và chính nó. Vậy 2 được gọi là số, 2 là số nguyên tố. Các bạn hình dung ạ? Rồi, ví dụ tiếp theo nha. Ước của 3. Rồi, thử nha. Ước là chia, chia 1 được không ạ? Được. Chia 2 được không ạ? Không. Chia 3 được không ạ? Được. Vậy ước của 3 gồm có 1 và 3. Vậy 3 là số nguyên tố. 3 gọi là số nguyên tố. Ví dụ tiếp theo nha. Ước của 1. Ước của 1. Bước 1 chia 1. Chia 1 được không ạ? Được. Chia 2 được không ạ? Không. Vậy là ước của 1 gồm có 1. Vậy là 1 chỉ có mấy ước ạ? 1 ước. Vậy 1 không phải là số nguyên tố. Đó. Và hình như mà vậy nói nôm na, mình tổng kết lại một lần nữa. Số được gọi là số nguyên tố nếu ước của nó gồm có 1 và chính nó, hoặc là có 2 ước. Số nguyên tố là số 2 ước, 1 và chính nó. Mình ví dụ tiếp một cái nha. Ước của 10. Để tìm ước của 10, bước 1 lấy 10 chia 2. 10 chia 2 bằng 5. Bắt đầu. Rồi các bạn nhớ cái này nha, nhớ số 5 này nha. Chia 1 được, chia 2 được, chia 3 được. Chia 3 được không ạ? Không. Chia 4 được không? Không. Chia 5 được không? 5. Tới số 5 chưa ạ? Vậy ước còn lại là 10. Vậy ước của 10 gồm có 1, 2, 5, 10. Vậy là mấy ước ạ? 1, 2, 3, 4. Vậy 4 ước. Vậy nó không phải là số nguyên tố. Đó. Vậy nhưng mà số nguyên tố là số có hai ước, 1 và chính nó. Hết. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chuyên mục về số nguyên tố nha. Còn bạn nào cần thắc mắc gì về số nguyên tố hay là cần những bài tập liên quan về số nguyên tố thì các bạn có thể comment phía dưới nha. Mình sẽ gỡ cái đường link hoặc là cái nội dung để mà cho tất cả các bạn ôn tập về số nguyên tố nha. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.